Không hiểu tại sao lúc đó em có thể mập như thế. Đó, em có thể mập như thế. Đúng, hôm đó là em bị ốm và em bị sưng mặt, nhưng mà em vẫn không nghĩ là nó có thể ra rất là tròn chỉnh như vậy. Thì em cũng không biết là giải thích với mọi người như nào. Thì Em ơi, mặt học trường nó là mặt bị chụp lén và người ta hại chị chứ không gì không biết gì hết nha. Hôm đó đúng là mặt chị sưng thiệt, nhưng mà không sưng đến mức độ đó. Nếu mà mày được cứ muốn đi tin những cái tấm hình đấy á, mày đừng có đi tin thôi. Còn bây giờ nếu mà đứa nhìn coi livestream này mày đứa kêu chị bóp mặt thì ok chị. Đó là cái quyền quyền suy nghĩ của mấy đứa, chị không lẽ thích. Em không có Photoshop, mình tự chụp hình lên, mình là con gái thì mình cũng sẽ canh những cái góc của mình đẹp nhất và những cái góc mà mình cảm thấy tự tin thì mình mới đăng lên. Còn bị một người khác chụp lại, một cái là mình không có sự chuẩn bị, mình không biết và không có chỉnh chu về mặt hình ảnh thì đương nhiên nó sẽ bị khác nhau. Em chấp nhận là mặt em có bự. Chị chỉ muốn mọi người coi chị như là một người chị thôi. Chứ bây giờ cái kiểu như là họ mọi người cứ bay vô, mọi người cứ hùa theo, mọi người cứ chửi chị xong xin chị thì đúng là chị buồn thật đó. Tại vì bây giờ mọi người thử đặt vào trường hợp đi, mọi người không làm gì hết, tự nhiên bây giờ mọi người vô tình mọi người nổi lên, xong rồi kiểu vô tình gọi là một cái làn sóng luôn, xong rồi có người dìm chụp dìm các bạn lại đăng lên là tôi thấy mấy má mà đăng cái mấy cái tấm hình hậu trường mà dìm tôi, mấy má thằng bé online không à, đăng lên kiếm thêm hàng online sao. Tôi làm mấy má bán đồ bán hàng online cứ đăng hình tôi lên, tôi mắc cười quá. Chị không nhận chị xinh nhưng mà ngoài đời của chị thì không có đến nỗi như cái hậu trường đó, em hiểu không, nên là chị không quan tâm đâu. Mọi người cứ nói đi. Buồn nào hơn đêm nay, buồn nào hơn đêm nay khi ngoài kia bão tố đầy.